cũng như là độ chuyên nghiệp của chú rể. Ngày xưa hôn sao bây giờ hôn như thế rồi. Mình làm lại nha, hôn thật sâu đậm nha, lâu lâu mới có một khi, chứ đâu có như bánh mì ngày nào cũng có đâu. Rồi nha, chuẩn bị nha, chuẩn bị, xin mời. Hoa tay lên quý vị ơi. Vâng, rất tuyệt vời và xin chúc cho anh chị trăm năm hạnh phúc và hạnh phúc trăm năm. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.